Hello, xin chào mọi người nha. Anh là gì đã phát hiện ra một con kỳ nhông rất là to đó. Đang đi tiến hành tiếp cận nó cho mọi người nha. Vị trí này nè, đây anh sẽ tiến hành bắt nó cho mọi người xem nha. Đó, nó chạy ở vị trí này nha mọi người. Chạy vào đây rồi, nó mất tiêu rồi ta. Đó, anh chưa thấy hai rồi, tiêu rồi. Bye bye, gặp mọi người ở các video tiếp theo nha.